những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành lên tiếng khi bị chê bai không phù hợp làm MC Rap Việt. Ông xã Harry Won không trốn tránh, mà vài ngày qua anh đã đọc hết những nhận xét của mọi người và nhanh chóng có động thái. Trấn Thành được mọi người nhận xét là nghệ sĩ tài năng có thể đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên điện ảnh sân khấu cho đến MC các game show truyền hình. Mới đây nhất anh lại xuất hiện trong chương trình âm nhạc dành riêng cho Rap Việt. Và ngay lúc này đã có một ý kiến tranh cãi cho rằng ông xã Harry Won không phù hợp để dẫn dắt game show này. MC lên tiếng sau ồn ào dư luận. Kể từ sau khi tập 1 của chương trình lên sóng, thì rất nhiều bình luận diễn ra trên các diễn đàn. Theo đó, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí cũng nhanh chóng đăng đàn bên vực anh. Họ cho rằng chỉ Trấn Thành mới đủ sự lôi cuốn, chuyên nghiệp, duyên dáng để giữ chân khán giả trong suốt 2 tiếng chương trình lên sóng. Mới đây nhất, MC Trấn Thành cũng có động thái đầu tiên khi tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Anh không bàn tán nhiều về lời nhận xét mà tự nhận mình có số thị phi. Cái mặt thị phi làm cái gì cũng gây ôm sờm, tôi mệt ghê á. Có thể thấy anh vẫn giữ được bình tĩnh vì vốn dĩ bao năm qua đã quen với mọi ý kiến trái chiều. Trấn Thành tươi cười trước xôn xao dư luận xoay quanh chủ đề mình thiếu phù hợp khi làm MC chương trình Rap Việt. Dẫu vậy, nhiều khán giả khác vẫn ủng hộ anh hết lòng. Loạt ý kiến động viên Trấn Thành. Ngay lúc này đây, bên dưới bài viết thì Huỳnh Lập, Nguyễn Hồng Thuận đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ đồng nghiệp thân thiết. Nam nhạc sĩ nhắn nhủ khá chân thành, do bạn hot nên làm gì cũng được người ta chú ý ấy mà, hãy vui vì điều đó nghe. Chứ như tôi cà khịa khắp nơi mà có ai nói gì đâu nè. Các nghệ sĩ nổi tiếng bao năm qua luôn hiểu được tâm huyết, sự chuyên nghiệp và tìm hiểu nhiều kiến thức, nên Trấn Thành luôn cố gắng làm tốt vai trò trong mọi chương trình mà anh đảm nhận. Mọi người ủng hộ và mong Trấn Thành tiếp tục xuất hiện ở game show. Trấn Thành vẫn là một cái tên nhận được nhiều ưu ái và quan tâm. Với sức hút của anh nên hàng loạt game show Trấn Thành xuất hiện đều nằm vào top trending. Đây là những thành tích mà không phải một nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.